Theo dự báo, triển vọng tại các thị trường tăng trưởng nhanh quý 2 năm nay mới được công bố, thì hãng kiểm toán Ernst đã giảm dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2015 về chỉ còn 6%. Trong khi đó, thì mục tiêu mà chính phủ đề ra trong phiên họp thường kỳ tháng 8 mới đây là GDP năm 2015 sẽ tăng 6,2% không giống với dự báo lạc quan hồi quý 1 năm nay, Ausenco đã giảm dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2015 từ mức 6,4% trong bản báo cáo lần này xuống còn 6%. So với khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, GDP Việt Nam giai đoạn 2007-2012 thường tăng trưởng thấp hơn nhưng lạm phát lại hay có xu hướng cao hơn. Tuy nhiên từ năm 2012 đến nay, xu hướng này đã đảo ngược, GDP Việt Nam dần bắt kịp khu vực, còn lạm phát đã được kiềm chế khá tốt. Tuy nhiên trong trung hạn, John cho rằng tăng trưởng được kỳ vọng sẽ bật lên trở lại mức từ 6 đến 7% mỗi năm trong giai đoạn 2016-2017 nhờ dòng vốn FDI và lực đẩy từ khu vực xuất khẩu. Triển vọng thương mại giữa Việt Nam với Mỹ sẽ rất tích cực nhờ hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP, trong đó cơ hội lớn thuộc về các lĩnh vực dệt may cao cấp và những ngành xuất khẩu ít chịu biến động giá. Các rủi ro đầu tư chiếu do sự kháng cự nội bộ trong quá trình tái cấu trúc kinh tế, thu hẹp quy mô doanh nghiệp nhà nước và tăng khả năng tiếp cận vốn cho khu vực doanh nghiệp tư nhân.